33 ấn thân của Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Du Hí. Tương truyền vào đời Vĩnh Lạc, trong thành Lạc Dương có rất nhiều người kiếm sống bằng cách lừa đảo người khác. Lúc đó kẻ ác hoành hành khắp nơi. Cướp đi, mau giao tiền ra đi. Các ngươi. Ấy da. Một hôm, Bồ Tát Quan Âm dân du ngang qua nơi này. Ngài hóa thành một người đàn bà thôn quê đứng đầu ngõ rao bán. Bán gương đây, gương soi có 102 trên đời. Người qua kẻ lại trên đường thấy người nông phụ ở đó bán gương, trên tay chỉ có duy nhất một cái gương thì rất lấy làm lạ. Bà cụ à, cái gương này bà bán bao nhiêu vậy? Gương của tôi là bảo vật hiếm có trên thế gian này, bán 1.200 lượng, không bớt một đồng. Sao đắt quá? Sao mà đắt giá quá vậy? Đúng rồi, đắt quá đi. Ai cũng hoài nghi làm sao chỉ một chiếc gương như vậy lại đến 1.200 lượng. Cái gương này quý giá ở chỗ nào vậy? Bảo kính này có hai năng lượng vô cùng thần kỳ. Một là có thể soi thấy điều thiện, điều ác trong tâm người. Hai là có thể thấy kiếp trước, kiếp sau của con người. Chỉ hai điều này thôi cũng đáng giá 1.200 lượng rồi. Lão nhân già, bà đừng nói gạt người nữa. Trên đời này làm gì có bảo vật như vậy chứ. Bà có dám để cho tôi soi thử được không hả? Đương nhiên là được. Nhưng mỗi lần soi gương phải trả 3 quan tiền. Khi soi gương phải tập trung tinh thần, tư tưởng không được tán loạn thì mới thấy được hình ảnh chân thật. Người nọ chăm chú nhìn vào gương, ước chừng nửa nén nhang, ông ta quả nhiên thấy trong gương hiện lên những viễn minh đã làm trước kia. Ông ta thấy kiếp sau bị đọa làm súc sanh, phải đầu thai là một con chó cái. Khi xem xong, ông ta vô cùng hoảng sợ. 3 quan tiền, một lần soi gương, đáng giá không? Đáng giá lắm. Ồ, thần kỳ vậy à? Tôi cũng muốn xem nữa. Người dây xung quanh nghe người đàn ông nói như vậy, đều tranh nhau dành phần soi gương thần để nhìn thấy kiếp trước, kiếp sau của mình. Trước sau có khoảng 3.000 người soi gương. Có người sợ hãi, có người mặt mày ủ rũ mày châu, lại có người rất phấn khích. Rất lâu sau, 3.000 người này toàn bộ đều xem xong. Bảo kính này bán 1.200 lượng thật không đắt nhỉ. Đáng tiếc các ngươi là kẻ mắc phàm, không ai biết thưởng thức bảo vật. Nói rồi, Quan Âm Bồ Tát hiện lại nguyên thân trước mọi người. Hả? Thì ra là Quan Âm Bồ Tát. Trên đời này, tất cả thiện ác đều có nhân quả. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có trong tâm luôn nghĩ thiện, làm thiện mới có công đức viên mãn. Đừng tạo thêm ác nghiệp nữa, nếu không sẽ đọa lạc tam đồ, mãi mãi chịu khổ luân hồi. Cảm tạ Bồ Tát từ bi khai thị, chúng con sau này nhất định sẽ một lòng hướng Phật, chăm chỉ hành thiện tích đức. Sau khi Bồ Tát giao hóa cho mọi người, Ngài bèn cởi mây bay đi. Người dân nơi đây nhớ ân đức từ bi của Bồ Tát Quan Âm, nên gom góp tiền của xây dựng một ngôi miếu thờ phượng Ngài, và đem câu chuyện của Bồ Tát dùng gương báu hóa độ người chép thành sách lưu truyền. Từ đó về sau, dân chúng ở đó một lòng hướng Phật, hành thiện tích đức. Ai cũng sợ tạo ác nghiệp sẽ phải đọa vào 3 đường ác. Lần này, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm là Du Hí Quan Âm.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.